Chào tất cả các anh chị và các bạn. Rất vui khi mọi người quay lại với channel của Khánh Nguyễn. Và cũng cho Khánh Nguyễn gửi lời cảm ơn và tri ân đến tất cả các anh chị và các bạn ở khắp nơi. Chúc tất cả mọi người luôn được khỏe mạnh, nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống. Happy weekend. Thì hôm nay là ngày thứ bảy, giờ này là 10 giờ kém 20 sáng. Thì thường thường trong những ngày cuối tuần thì tiệm làm rất là đắt, nên mình tranh thủ, nếu mình tới sớm thì tranh thủ thời gian để mình ăn sáng, có sức để mình làm. Thì hôm nay mời tất cả các anh chị và các bạn xem Khánh Nguyễn sẽ ăn món gì vào buổi sáng nhanh gọn lẹ. Và khi mình ăn món này, mình nhớ lại được ký ức tuổi thơ ngày xưa mà mình được ăn bánh mì với lại cái bơ đậu bò này, là coi như là nhà nào là phải cũng phải khá giả dữ lắm mới có được cái món bơ đậu bò này. Thì ở bên đây là Khánh Nguyễn đã nướng một cái ổ bánh mì ở trong cái microwave phía sau. Bây giờ Khánh Nguyễn sẽ lấy ra ngoài, Khánh Nguyễn sẽ ăn nhanh gọn lẹ, có sức để mình làm việc nguyên ngày. Thì buổi sáng mình bỏ vô đây mình nướng, mình dặn lên khoảng chừng bao nhiêu phút vậy đó, nó có nhiệt độ ở đây. Nướng xong rồi thì bây giờ mình sẽ lấy ổ bánh mì ra ngoài. Cái phần ăn sáng của Khánh Nguyễn nè, mình sẽ ăn bánh mì này với một miếng bơ đậu bò. Mình có thể mình ăn hai miếng cũng được. Và sau khi ăn xong á thì mình sẽ ăn tráng miệng bằng trái quýt. Quýt này, trong cái quýt này nó có vitamin, mình ăn vô có sức để mình làm việc nguyên một ngày, ăn nhanh gọn lẹ. Nhớ ngày xưa mà nhà nào mà có được bánh mì, mà có được cái bơ đậu bò này nè, đó là nhà cũng phải khá giả dữ lắm. Thì bây giờ ở bên Mỹ thì đồ ăn thì nó nhiều lắm, thì mình cứ thích ăn món nào thì mình ăn, nhất là được ăn những cái món để nhớ về ký ức tuổi thơ của mình. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video của Khánh Nguyễn. Chúc tất cả các anh chị và các bạn có những ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào video sau.